mấy cần thủ ơi, chưa hết mùa cá đâu, đừng có dội cá cần. Ủa, lại đây cho coi coi cá nè. Nhưng mà bây giờ nó không có ăn mồi giả đó nha mấy bạn, nó ăn nồng ma xê thôi, câu a di á. 4 giờ sáng đi vô 7 câu, câu a di lên đi là bắt đầu lấy a di á, câu cá cam, chứ bây giờ nó không ăn mồi giả nữa đâu. Câu mồi giả quăng tét nách luôn, không có dính cá nào đâu. Chưa hết mùa cá đâu, chỉ là cá nó không ăn mồi này, nó đi ăn mồi khác thôi. Cầm vô trong kia thật quyết. Bữa nay trời tối quá không có quay video được mấy bạn ơi. Không có quay video dính cá nữa cho nên là chỉ quay cá cho mấy bạn coi thôi. Kỳ này là có kinh nghiệm lắm. Trời, con cá còn sống còn khỏe nhăn răng luôn á mấy bạn. Mấy bạn biết sao không? Hồi trước mình cộng cá tráp á mấy bạn, nó giải bung móc luôn. Xong bây giờ kinh nghiệm lắm, còn cá cam là phải hai móc. Đây, kéo lên cho mấy bạn coi. Con này không biết nhiêu nhưng mà nói chung là cũng nặng đấy. Con này bằng con thanh dít không ta? Bằng con thanh dít không? Còn sống nhăn răng luôn, chưa thập quyết. Đó là câu lên là mình thập quyết liền mấy bạn, để làm về làm sashimi. Nhưng mà biết sao không? Muốn cho mấy bạn coi lúc nó còn sống. Cho coi lúc còn sống á cho nó đã. Đây, lên. Người sáng không? Người sáng quay ngược lại kìa. Đây, cầm lên phát coi. Ôi, con này bự hơn con thanh dít rồi. Thấm kiệt. Bự hơn. Bự hơn con thanh dít hả? Bự hơn nhiều. Bự hơn nhiều hả? Cả 8-10. Đây. Ôi, sao cái này của nó nhìn khủng khiếp vậy ta? Em thấy cái lưng nó lạ mập, không? Mập. Ngay chỗ này nè, có bị ung thư không kìa trời. Cá này có tập gym. Cá này tập gym, nghe cái này cơ bắp dữ, đừng mở ra trong đây nguyên cái bú, trong đây cái chết luôn. Rồi. Thôi ok. À. Chụp hình đâu phải anh vậy nè. Sáng câu lên chưa đo, không có thời gian. Trời tối quá. Chưa được bui đi má ơi. Có 7-9 à. Dạ, dụi cái đuôi. Dụi nè. Dụi đuôi về nè. Rồi ra thành bui đi luôn. Ê, sao mình có dụi cái đuôi ra nó cũng không dài luôn kìa ta. Mắc bên rồi. Đo thử cái thứ này lại coi. Đo từ cái cầm nè. Trời ơi, đo sao cũng có 7-9 đó nè. 7-9.5 nè. Đo ngựa đây lại coi. Đo đây cho thành bươi đi. Trời. Còn sống nuôi thêm 2 ngày nữa hình lên bươi đi rồi. Trời ơi, có 7-9.5 mà đo sao cũng không thành bươi đi hết đấy bạn ơi. Vẫn là mê video. 7-9.5. Còn 5mm nữa thành bươi đi rồi. Trời ơi, nuôi mấy ngày nữa. Nuôi tuần lễ đó, tuần sau câu là thành bươi đi. Thực là đau lòng căng thử coi nặng nhiêu. Ôi, con kia 7, con kia 8. Đó đó. Thấy không? À, con kia 8. 1.8kg đúng. Đó. Còn phải nặng hơn con của thanh dít hơn nửa ký.